Trời ơi. Thì Linh. Trời đất ơi. Linh tinh. Cái gì vậy? Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Hèn chi thấy nhà cái gì mà khói nghi ngút. Sao bà tự nhiên kê cái bàn ở đây rồi lập cái bàn thờ gì đốt nhang ở giữa nhà vậy? Vậy bà, người ta đang cúng linh thiêng. Cúng cái gì kỳ cục vậy? Cúng sao giải hạn. Tôi bị gì phải cúng? Nè, ông không biết là năm nay ông vô vào cái cung tam tai hả? Tam tai có nghĩa là xui xẻo lắm. Làm ăn không có được, làm cái gì nó cũng không suôn sẻ hết trơn hết trọi á, hiểu không? Nói sao vậy, tôi là một cái nhân viên rất là mẫn cán, làm việc chăm chỉ đàng hoàng nghiêm túc. Nếu có cái chuyện gì đâu mà sợ, thôi tôi dẹp giùm tôi cái đi. Không có được, thắp đan thắp nhang mà không có được dọn dẹp gì hết trơn á. Hôm nay tôi nghe nói là ông đi họp cái gì, Ở trong công ty tôi là có cái cuộc họp là để mà giảm biên chế nhân viên. Đó, cái điều đó mới là quan trọng. Tôi cầu cho thần linh, trời đất linh thiêng, cầu cho ông may mắn được có rơi vô trong cảm ơn. Rồi ai chỉ với bà làm mấy cái trò này đây? Thầy chứ ai. Thầy bà nào? Được, ông không cần biết. Thôi chết rồi. Gì vậy? Cứ lo cúng kiến rồi bây giờ quên nè. Hồi sáng ông dậy á, ông bước xuống giường bằng chân nào hả? Trời đất ơi, làm sao tôi nhớ được cái chuyện đó mà tự nhiên giờ hỏi tôi bước xuống bằng chân nào. Thôi bây giờ về để chắc ăn, để ông đi học hành thuận lợi. Bây giờ ông lên giường ngủ lại cho tôi đi. Trời đất ơi. Rồi sau đó là ông bước xuống bằng chân trái giùm tôi. Nghe đi lên. Nghe nè, bà bị mê tín lắm rồi biết không? Bà bị mấy ông thầy á lừa gạt bà, bơm trong đầu bà bao nhiêu cái thứ, cái gì đó. Bây giờ bà tin người ta quá. Bây giờ đến giờ tôi đi làm đi họp rồi kêu lên tôi ngủ lại rồi xuống lại giường này là sao? Người ta nói hả, có thờ có thiên mà có kiên mới có lành. Rồi thôi. Bà muốn thờ, muốn kiên cái gì bà kiên bà thờ. Tôi phải đi làm, trễ giờ tôi rồi. Không có đi đâu hết trơn á, trời ơi, chợt hàng tiếng nó về rồi, muốn đi đâu thì đi. Mắc mớ gì cái chuyện tôi đi làm nó đi về dính dáng gì tới nhau? Có nguyên nhân hết. Ê, hàng quê, hàng quê. Cái gì vậy? Trời ơi, trời đất ơi, tiếng hỏi. Đi đi đâu đây, trời ơi. Trời đất ơi, cái thằng này, sao vậy hả mày? Cái gì mà con đi đâu mà. Trời ơi. Chân cẳng sao vậy? Đặt do. Đi kiểu gì? Hàng quê ơi. Ủa vậy hả, Ba mới về, con mới đi cướp về. Cái gì? Mày đi cướp hả? Dạ. Mày đi ăn cướp của gì của ai? Cướp về trời mệt lắm. Trời đất ơi, tao đánh mày chết. Mày nghĩ làm sao về nhà cửa mình có thiếu củ ăn, củ để gì đâu. Mà bây giờ mày đi ăn cướp của người ta làm sao? Má kêu, má chạy, má dạy mà. Cái gì, bà xúi con mình đi ăn cướp hả? Không, nói cho hết câu là cướp lọc quá, hiểu không? Cướp lọc. Cái gì, bà đi kiếm ông lọc là bà cướp ổng hả? Trời ơi. Tính nó là nó đi tuốt lên trên núi đó, lên trên chùa trên chợ nó cướp lọc ở chợ nó về đặng đưa cho ông, ông mang trong mình cho nó may mắn á, hiểu không? Nước qua tức là đi hái lọc qua. Bà thôi luôn, đợi chút đi. Đây. Cái gì? Cái tay bị giọt bẻ luôn rồi, ba mở em con từng ngón đi. Trời đất ơi, cái này là chắc phải tranh giành với người ta dữ lắm này đúng không? Tranh giành dữ lắm không ba, con? Đó, này hả? Ba giữ đi ba. Nguyên cái buổi sáng con giành giật với 100 mấy thằng, con lọt vô chổng, thằng giật đầu con, thằng nắm tóc con, thằng kéo quần con phải cấm dữ lắm. Bây giờ bị chặt giò ba hay giữ nó trong người đó. May mắn đó ba. May mắn đâu chưa thấy. Mà thấy con tôi kìa, nó trọng thương từ trên xuống dưới rồi kìa. Con không sao đâu. Sao đâu, quan trọng là ông. Tại năm nay nó đâu phải là tam tai đâu mà sợ. Đúng rồi, con không sao. Con muốn giữ đi, tôi đi làm nha. Ôi, không được nè, phải để cho trong túi đàng hoàng nha. Rồi giờ sao tôi đi làm được chưa? Đó, đi làm đi. À, khoan. Cái gì nữa? Xíu là tôi quên, ông làm tôi rối quá. Nè, nhớ nha, dắt xe ra cổng rồi là không được ngồi lên xe mà rồ ga mà đi liền nghe không? Mà ông phải dắt đủ 99 mét rồi mới lên xe đi nghe. Bà ơi, bà có bị điên không vậy hả? Xe người ta là để người ta chạy, bây giờ bà nghĩ sao kêu tôi dắt cái xe đi 99 mét mới đúng được nữa hả? Ông nghe lời tôi đi, tôi cũng vì cái gia đình này mà khổ lắm. Coi như tôi chiều bà. Dạ. Dắt bộ 99 mét đúng chưa? Đúng rồi. Còn bà nữa nha, ở nhà dọn dẹp giùm tôi liền cái này nghe chưa? Để nhà ha, đốt nhang, đốt nến, khói bay nghi ngút như vậy ha. Rồi ha, trái nhà có ngày á, mẹ con bà muốn làm gì làm đi, mệt ghê luôn vậy đó. Đi cẩn thận nha ba. Nè, nhớ nha, nhớ dắt xe đó nha. Ma, ba đi rồi con mới nói. Sao? Ma, ba dắt con đi chụp CT hay cái gì đi. Hồi nãy cướp cái lọc với cái tay quýu rồi kìa, thằng kia nó cầm cái cây phan đầu con quá trời, nó cũng cầm chặt con chạy về đây, nó biết cái đầu bị gì. Không sao đâu, bây giờ con đi lên lầu con xức dầu đi. Mày không có rơi vô cái tam tai, mày không có chết đâu, yên tâm đi. Đi lên. Không có chết đâu phải không? Chết đâu, đi. Tự phải xức dầu hả? Nhanh lên. Trời ơi, nắng chang chang như vậy, không cho tôi lên xe đi. Bắt tôi phải dắt bộ.
đủ 99 mét. Trời ơi, tới đây là đủ 99 mét chưa trời? Chắc đủ rồi đó. Mở lên xe đi chứ chịu hết nổi rồi, mệt quá. Ê, cái gì vậy? Đứng lại đó. Cái gì vậy? Hả? Hả? Tôi đã nói là phải đủ 99 mét mới được lên xe đi mà. Chưa tới 99 mét mà đi đâu? Từ chỗ nhà mình dắt tới đây là 99 mét rồi. Không hề. Dắt tới đây mới là 98 mét thôi. Dắt tới kia mới là 99 mét. Chỉ thêm 1 mét nữa phải không? Lên đi. Trời ơi, phiền quá phiền. Mà 98, 99 cũng vậy chứ có cái gì đâu không biết nè. Trời ơi, thiệt á, chồng không có biết cái gì hết trơn á. Cái này vợ làm là vì chồng, vì sự an toàn của chồng. Năm nay là năm tam tai, mình phải cần phải kỹ lưỡng. Rồi, 99 phải không? 99 thì 99, khuyến mãi luôn 100 được không? À, không, phải dây lại. Đó, được rồi. Đúng 99 mét rồi đúng chưa? Rồi, đi. Ừ. À, khoan, ông đi hướng nào á? Thì đi lên công ty tôi, đi hướng này, ngày nào cũng đi mà. Không được. Gì vậy? Ông không đi được hướng này. Tại sao? Ngày hôm nay, chứ cái bộ mạng của ông là ông phải đi hướng Tây Bắc. Theo trong lá bàn, hướng Tây Bắc là hướng này. Còn cái hướng này không phải là hướng Tây Bắc, để sẽ không có lợi trong bộ mạng thôi, của ông. Mệt quá, cái nào tôi đi trễ giờ tôi rồi. Đi hướng này đi. Làm sao mà đi hướng này được? Trời ơi, cái hướng này nó là một cái đường vòng, nó xa thăm thẳm luôn, sao đi được? Đi cái đường này á là phải đi băng qua cầu Sài Gòn, từ cầu Sài Gòn đi vòng về qua cầu Bình Triệu, từ cầu Bình Triệu bắt ngang qua cầu Bình Lợi, rồi hết đi hơi xuống cầu Gò Dưa luôn á. Nhưng mà cầu gì thì cầu, thì ông cũng phải đi hướng này. Cái đường này nó xa hơn 10 km. Chưa kể cái đường này đường một chiều mà. Bây giờ tôi đi đường một chiều cho công an thổi tôi hay sao? Thì cứ đi đại đi, lỡ mà gặp công an á thì xuống xe lan dẫn bộ rồi qua mặt công an rồi lên xe đi tiếp. Thôi được rồi, tôi đi cái đường này cho bà vừa lòng nha. Hôm nay tôi đi làm tới công ty trễ ha, chiều tôi đi làm về trễ bà đừng có trách tôi nghe không? Không, cái đường này là đường may mắn, ông sẽ gặp may mắn ngày hôm nay. Nói nhiều quá. Tạm biệt. Trời ơi là trời ơi, đi đứng chỗ này thiệt tình đó. Tôi nói năm nay là năm tam tai mà, xui lắm ông ơi là ông. À, sao? À, có ai làm gì đâu. À, bây giờ bà không cần làm, tôi cũng thấy đau nữa nè, nó đau từ bên trong nó đau ra. À, trời ơi, nó có bị bong gân rồi, nó bị gãy xương nên mà ông la dữ vậy? Bắt quẹo với cái con đường đó, nói cái đường ngược chiều mà không sao đâu, cứ chạy đi không sao đâu, gặp công an leo xuống đó, chưa kịp gặp công an tông vô người ta. Đây là tam tai đó ông, linh là cái chỗ này nè, ông vừa mới bước ra đường là gặp một tai liền đó. Cũng hơn hai cái tai còn hai bên đây là đủ tam tai, ông sao không bị gì nữa đâu. À đó, hiểu không? Hay quá, tôi bị tam tai là do bà không đó chứ ai mà làm gì tôi. Thôi nghe dẹp nghe, từ nay sao không bao giờ có cái chuyện này nữa nghe không? Nha, đó, tôi chưa thấy tai nạn gì ngoài cái chuyện mà bà gây ra cho tôi. Đó, bây giờ tôi không đến công ty tôi họp hành được nè, phải nhờ thằng Tiến nó tới đó. Không biết sao. Kìa Tiến về rồi hả con? Con tới công ty ba rồi mọi người có nói cái gì ba không? Ba biết đây là cái cuộc họp quan trọng, ba không tới họp được vậy rồi mọi người có phiền hà trách cứ gì không con? Ba cứ bình tĩnh, sau cuộc họp đã có kết quả. Con về muốn thông báo cho ba má nghe một số tin, có một tin vui, một tin buồn và một tin bình thường. Hả? Ba muốn nghe tin nào trước? Thôi bây giờ cái long thể của ba nó đang bất an ha, thôi nói cái tin bình thường cho ba đỡ bị sốc đi con. Dạ, cái tin bình thường là con đã về nhà bình an, bình thường, không có chuyện gì hết. Trời ơi, tôi nói thiệt nha, cái chân tâm không đau, tôi co, tôi đạp tay liền một cái đó nghe không? Cái tin bình thường của nó, tao mới tin bình thường trước mà. Thôi, là hết hồn quá chí à. Thôi bây giờ nói tin khác đi. Dạ, một cái tin buồn. Tin buồn là bị đuổi. Hả? Ba bị đuổi là tôi việc rồi hả con? Thấy chưa, tôi bị đuổi, thấy chưa, tôi không đi họp cái cuộc họp quan trọng này, sếp đuổi tôi việc rồi là tại bà đó. Không, cái gì vậy? Tại ông đang tam tai, tại ông chứ sao tại tôi được. Cái gì vậy? Tam tai cái gì mà... Đuổi gì, ba má bình tĩnh đi. Ba bị đuổi việc rồi phải không con? Không phải, con bị đuổi. Hả? Ủa, gì kỳ vậy?
Con không phải nhân viên công ty đâu, mắc mới gì con bị đuổi. Con vô đó con thông báo với lại công ty ba là ba bị tai nạn, tới họp không được. Con sẽ thay thế ba bước vào buổi họp, đứng chủ trì thế này nọ. Người ta không cho, người ta đuổi con ra. Nó nghe nè con. Dạ. Tiến lại gần ba chút xíu, quay lại. Gì mà? Quay lại nhìn thẳng lên phía trước, đi con. Đạp mày một cái chứ làm cái gì? Dạ. Trời đất ơi, mày làm tao hết hồn hoài con. Tức là bây giờ ba ông phải bị đuổi đúng không? Mà là con bị đuổi ra khỏi phòng họp đúng chưa? Đúng rồi. Rồi bây giờ còn cái tin cuối cùng là cái tin gì mày nói luôn đi, tao mệt lắm rồi. Còn cái tin cuối cùng là tin vui. Tin vui? Tin gì con? Tin vui là phòng ba có 4 người nhưng có 3 người phải thay đổi công việc. Bị cắt giảm biên chế đó con. Nhiều lắm, nhiều khía lắm. Vui mày làm tao vui. Tao vui muốn ra nước mắt luôn. Ba từ từ, cuộc họp tao báo, tao ra thông báo sao con về con thông báo lại ba vậy. Rồi mày nói lẹ đi, ba đứng tim chết liền bây giờ đó con. Người thứ nhất cô là không phải tôi rồi. Không phải tôi rồi. Cái cô mà thông báo với con á, nói là cái chú. Nha, một lần nữa nha. Tao ráng hết cái sức tàn, tao đạp một cái nữa nha. Không phải, ba bình tĩnh đi, là cái cô nó là Nguyễn Minh Mẫn nè. Mai anh Mẫn gì đó, rồi chú gì, chú tên Ngọc gì đó. Rồi không phải là tôi. Cái chú rồi, cái gì người đó này là không phải là tôi rồi. Nhấn đi nhấn lại hoài luôn, nhân vật in sâu vô đầu luôn. Ai nói lẹ? Nguyễn Văn Sáu. Nguyễn Văn Sáu. Nguyễn Văn Sáu. Là tên tôi. Trời ơi, như vậy là tôi bị cắt giảm biên chế rồi. Đúng vậy rồi. Nó có vui gì đâu mà sao không nói là vui. Trời ơi, người mà chưa. Không phải như vậy, bình tĩnh. Tất cả là tại bà. Không phải, ba chuyển phòng. Bây giờ tôi bị chuyển phòng rồi. Tôi không còn làm ở cái phòng trong công ty nữa mà tôi bị chuyển về cái phòng trong cái nhà này nè, là thất nghiệp. Ba được chuyển lên cái phòng phó giám đốc. Đó, bà thấy chưa? Tôi được chuyển lên cái làm tới phó giám đốc. Nói gì con? Ngon lành luôn. Trong công ty á, người ta khen ba quá chừng, người ta nói là ba làm việc là năng nổ, sáng tạo, nhiệt huyết, nên người ta nâng đỡ ba lên chức phó giám đốc để phát triển cho công ty. Thấy linh không? Ông thầy ông nói linh không? Ông đưa cho cái bùa này là tốt lắm á. Trời ơi, ông là giải thôi đi. Tôi mới lo nè. Thôi đi. Ông nói hả, năm sau tam tai của tôi còn nặng hơn ông nữa đó. Linh gì? Linh. Này nghe, tôi lặp lại một lần nữa nghe. Bà dẹp liền giùm tôi mấy cái vụ này nghe. Ha. Xé một chút là tôi mất một cái cơ hội làm việc thăng tiến của tôi rồi, bà thấy chưa? Cũng may là người ta tin dùng tôi, người ta đánh giá đúng cái năng lực của tôi, cho nên người ta mới không cắt giảm biên chế của tôi mà còn nâng đỡ tôi lên nữa. Ha. Cái này nè nha, cái này nha. Lần sau nghe, lần sau mà tôi về nhà tôi còn phát hiện ra vậy đó nghe, là bà đừng có trách tôi nghe không? Bây giờ sao? Biết lỗi chưa? Biết rồi. Cái chuyện cúng kiến này của bà không có ăn nhập gì tới cái chuyện mà tôi được lên chức cái trơn trọi á. Mà chính vì cái sự phiền hà này nè mà tôi bị đụng xe, thấy chưa? Biết rồi. Giờ sao? Thì thôi chứ làm sao. À. Rồi nói chứ coi bộ trong cái rủi cũng có cái may rồi nha. Đúng. Như vậy thì bữa nay tôi sẽ dắt hai má con đi ăn một cái bữa thiệt là ngon, chịu không? Hay quá bạn Hùng.